Trong dân gian, cây nhọn nồi còn gọi là cây cỏ mực, được biết đến với tác dụng đặc trưng là để cầm máu, chữa bệnh tiểu tiện ra máu, kiết lỵ. Tuy nhiên, vì cỏ mực là loài cây lành tính nên còn nhiều tác dụng khác trong phòng bệnh và chữa bệnh mà chúng ta chưa hề hay biết. Cỏ mực có tên khoa học là Eucalypta albaha, thuộc họ cúc Asteraceae. Cỏ mực thuộc loài cây sống một hoặc nhiều năm, mọc đứng hoặc bò, cao 30-40 cm, thân màu lục hoặc đỏ tía, phình lên ở những mấu có lông cứng. Cỏ mực mọc hoang ở nhiều nơi, rất gần gũi với dân chúng. Cỏ mực được truyền miệng trong dân gian với công dụng hữu hiệu là cầm máu, chữa rong kinh, thổ huyết, chảy máu cam, chảy máu dạ dày, hành tá tràng, chữa sốt xuất huyết. Ngoài ra, cỏ mực còn được dùng để phối hợp với những vị thuốc khác chữa bệnh ung thư như ung thư dạ dày, tử cung, xương, bạch huyết, họng. Tuy nhiên, khi sử dụng cỏ mực để điều trị bệnh cần tham khảo ý kiến của bác sĩ về liều lượng, cách sử dụng để đảm bảo hiệu quả tốt nhất. Đặc biệt đối với trẻ nhỏ dưới 1 tuổi, khi bị sốt chỉ nên sử dụng lá cỏ mực để đắp ở miệng, ở nách, hạn chế đường uống để đảm bảo vệ sinh vô trùng cho trẻ.